Nàng quê trong ngày Tết là một tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự trang trọng và ấm áp của không khí Tết trong văn hóa Việt Nam. Bức tranh này mô tả một gia đình nông thôn đang cùng nhau ăn cơm và thưởng thức món bánh chưng, một món ăn truyền thống của Tết Nguyên Đán. Bức tranh được vẽ trên tường với kích thước lớn, tạo cảm giác sống động và chi tiết. Nàng quê được vẽ trong bộ trang phục dân tộc truyền thống, với áo dài và khăn đóng tròn đầu. Cô đang cười tươi và vui vẻ khi ăn cơm với gia đình, tạo cảm giác gần gũi và ấm áp. Gia đình nàng quê được vẽ ngồi quanh một chiếc bàn cơm truyền thống, trên bàn có bát cơm và đĩa món ăn truyền thống như nem, chả, mứt, đồ khô. Bên cạnh đó, họ còn thưởng thức món bánh chưng, một món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên Đán. Tranh tường nàng quê trong ngày Tết mang đến sự ấm áp, hạnh phúc và đong đầy tình cảm gia đình trong ngày Tết. Tác phẩm này thể hiện tinh thần truyền thống của người Việt Nam và là một sự lựa chọn tuyệt vời để trang trí không gian sống trong dịp Tết.